Em Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua hệ thống kiểm soát tôn giáo kiểu trại lính. Ngày 18 tháng 5, blog Nam Việt trên AFA tiếng Việt bình luận về toàn cảnh bất chiến tự nhiên thành của sư thầy Thích Minh Tuệ. Tác giả cho hay, sư Thích Minh Tuệ là tu sĩ tu theo lối thanh bạch, chân chính và khiêm tốn. Việc không nhận tiền của ông đã bất ngờ tạo thành một sự đối nghịch gây gắt với các quan chức Phật giáo nhà nước hay tự xưng mình là đại đức, hòa thượng, không ngượng miệng. Tác giả cho rằng, vì các trang mạng đăng tải các video ca ngợi cách tu của sư thích minh tuệ cùng với các bản video của các tăng sĩ nhà nước tạo nên nghịch cảnh dở khóc, dở cười. Và đây là hình bài bình luận trên blog Nam Việt AFA. Tức giận và bẻ bàng, ông Thích Trân Quang, sư nhà nước, đã đăng đàn gọi sư tuệ là thằng ba trận. Nhưng ngay lập tức, sự phản ứng đã dữ dội đến mức khiến ông Quang phải vội vã kéo video xuống và cắt bỏ những phần chửi bới xúc phạm sư tuệ, nhưng vẫn chậm hơn sự nhận biết của dân chúng. Như để tiếp sức với Quang, tác giả đề cập đến văn thư ngày 16 tháng 5 của giáo hội Phật giáo quốc danh như một loại truy nã tôn giáo gửi khắp các quan địa phương, kể cả ban tôn giáo và A02 của Bộ Công an, tức phân ban chuyên chống phản động của Hà Nội. Văn bản hỏa tốc này được gửi đi từ Hà Nội báo cáo rằng, trong mấy ngày này, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban thường trực Hội đồng trị sự đề nghị ban trị sự các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đây là hành vị chân tu thích minh tuệ. Tác giả Mỹ Mai, văn bản này khi bị lộ chính là cao trào của để nhận rõ về cái gọi là giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên từ năm 1981. Lợi bất cập hại, theo tác giả, ngay trong chiều ngày 16 tháng 5, cư dân mạng đã vạch trần ít nhất sự thích đức thiện, người ký văn thư trên đang có số tiền từ 5 đến 7 tỷ đồng từ những tài khoản bị tiết lộ. Đến chiều ngày 17 tháng 5, các bài viết này đã bị đánh sập, có liên quan đến cơ quan an ninh mạng của nhà nước. Thế nhưng tác giả dẫn ý kiến của nhiều người cho rằng ông Thiện có chức vụ cao hơn ông Quang nên tiền không thể ít hơn được. Từ nhiều nguồn tố cáo, ông Quang có thể có tài sản lên đến khoảng 300 tỷ thu từ tiền cúng dường. Tác giả so sánh, những con số tài sản rủng rỉnh đó hoàn toàn đối lập với hình ảnh một người tu sĩ nhẫn nại và an nhiên trên con đường hành đạo của mình mà không hề có bóng dáng tư lợi. Và đây là hình thượng tọa Thích Đức Thiện. Tác giả đặt câu hỏi, ông Thích Đức Thiện là ai mà ra mặt có nhiều quyền lực như vậy. Hiện ông Thiện là con ác chủ bài mới của ban tôn giáo đang được chuẩn bị cho nhiệm vụ đối ngoại. Năm 2023, Thích Đức Thiện đại diện cho Phật giáo, Nguyễn Thanh Lý đại diện cho Công giáo đã đi sang Hoa Kỳ để minh oan cho Hà Nội về vấn đề đàn áp tôn giáo và kêu gọi Hoa Kỳ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo. Tác giả cho biết, sau sự lồng lộn tức giận của các quan chức tôn giáo cộng sản Sư Thích Minh Tuệ nói sẽ ẩn tu để tránh làm phiền mọi người. Trong toàn bộ câu chuyện của Sư Thích Minh Tuệ, Sư đã bất chiến tự nhiên thành với cả một hệ thống tay sai tôn giáo điên cuồng muốn hủy diệt hình ảnh thanh bạch truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là giữa chàng chịch các luật lệ, những ngôn luận vuốt đuôi nhà nước với cái gọi là thế lực thù địch, bẫy rập trực chờ, tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua không mất một chút sức lực nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua hệ thống kiểm soát tôn giáo kiểu trại linh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sự đối lập của sư Thích Minh Tuệ khiến giáo hội Phật giáo quốc danh tức giận. Ngày 17 tháng 5, blog Thiên Hạ Luận trên VOA Tiếng Việt bình luận khi muốn tu phải được công nhận. Tác giả đề cập đến việc dư luận vừa dậy lên thành bảo sau khi Hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông báo cho Ban trị sự Giáo hội các tỉnh, thành phố về người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo. Đáng lưu ý là tác giả cho biết Hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị ban trị sự các tỉnh, thành phố có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đây là hình bài bình luận trên blog Thiên Hạ Luận của VOA. Tác giả bình luận trên thực tế, người đàn ông tên Lê Anh Tú được nhiều triệu người Việt cả trong lẫn ngoài Việt Nam ngưỡng mộ, tán thán với tên Sư Thích Minh Tuệ không phải nguyên nhân dẫn tới thực trạng mà giáo hội Phật giáo cho là dư luận xúc phạm. Dư luận đã xúc phạm giáo hội từ lâu sau khi nhiều tăng ni của giáo hội vừa phô bày sự xa hoa, vừa đốc thúc Phật tử dân sao giải hạn, cúng dường. Không chỉ Phật tử mà công chúng nói chung chú ý đến sư thích minh tuệ bởi sự khiêm cung, con đường tu tập mà ông chọn cho thấy nghị lực phi thường, nỗ lực buông bỏ tất cả để đạt đạo. Tác giả dẫn nhận xét chăm biếm của ông Thái Đức Phương khi so sánh cách thức tu trì của sư Minh Tuệ với các tăng ni trong giáo hội Phật giáo chỉ ra bảy cái sai của ông Minh Tuệ. Theo đó, ông chỉ khất thực chứ không chịu nhận cúng dường, đặc biệt là từ chối nhận tiền. Ông chọn lối tu tập khoe hình ảnh đầu trần, chân đất ngoài đường, trong khi nhiều vị tăng nổi tiếng ở Việt Nam thường khiêm tốn ẩn mình trong xe Mercedes, Audi. Ông làm tổn phước vì không biết tu theo miệng đời, sửa mình cho khớp với cái tham sân si của thiên hạ ông còn sai ở chỗ chỉ tu cho mình không chịu hoàng dương đạo pháp thái đức phương cho rằng hình ảnh của ông minh tuệ đã tuyên truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng khi thực hành tâm nhẫn trong công việc một người tập học theo đức phật chưa làm gì lỗi đạo thì đáng được tán thán chứ không đáng bị gọi là thằng ba trận và ông kết luận chỉ có thực hành đạo pháp mới mong vực dậy được đạo pháp và đây là hình sư thích minh tuệ tác giả cũng dẫn một bình luận khác trên mạng xã hội phạm hại phẫn nộ phật giáo có từ hàng ngàn năm giáo hội phật giáo việt nam lấy tư cách gì định đoạt ai là tu sĩ ai không phải tu sĩ nít phạm minh mỹ mai vợ em không tham gia hội phụ nữ việt nam vậy vợ em có phải phụ nữ không ạ à? nít trần nhật bình mỹ mai người này làm gì có chùa mà được nhận vào băng nhóm của các ông người này vô sản làm sao ngồi chung với các ông dưới một mái nhà Người này không vợ, không con, ăn chay, làm gì được ngồi chung mâm với các ông. Người này chân trần, áo rách, da bọc xương, làm sao có thể lên chung một xe với các ông. Người này ăn nói khiêm nhường, một lòng tu thân tích đức, làm sao dám đi cùng một đường với các ông. ních tranh tam thắc mắc. Hội đồng trị sự, sức giấy cho ban trị sự các tỉnh, thành phố, chuyện nội bộ của giáo hội mà nơi gửi có A02 Bộ Công an để nhờ công an phối hợp đông đốc nhắc nhở hay gì. Nick Hải Trần cảm nhận, ông Minh Tuệ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào vận động cúng dường và giải oan gia trái chủ của Hiệp hội Doanh nghiệp Cổ phần Chùa Việt Nam. Nick Hoàng Thanh Tâm bẩn cật đề nghị người đàn ông mang hình dáng nhà sư trả lại nồi cơm cho giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã làm bể nồi cơm của hội rồi. Nick trí đổ thở dài, văn phòng của Trung ương Phật giáo quốc danh mạnh như nghị quyết của chính quyền. Kinh thật, chuyển qua Bộ Công an theo dõi, xử lý. Sợ lắm, ôi thời mặt vận, miệng mồm mấy thầy chùa quốc danh có gan có thép gớm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự đối lập của sư thích minh tuệ khiến giáo hội Phật giáo quốc danh tức giận. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.